Hi there, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we're going to study lesson 2, Unifying Gender Equality, Workbook Alan Smower 10. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2 của Unit 5, chủ đề bình đẳng giới, chủ đề về Gender Equality của sách tiếng Anh, của sách bài tập tiếng Anh Alan Smower 10. Ok? In lesson 2, we're going to review how to report what someone else said. The second one, we're going to review how to use reported speech and adjective of attitude. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách để mà tường thuật là những gì ai đó đã nói, đúng không? Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp. Chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp và những tính từ chỉ về thái độ. Ok? Ok? Now, the first one you was A, filling the missing letters. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần newest. Trong phần này chúng ta sẽ điền vào những chữ cái bị thiếu. Ok. Number one, we had G, we had T. So here we had grateful. Grateful tức là gì? Biết ơn. Number two, delighted. Delighted tức là vui mừng. Ok. Number three, passionate. Passionate là gì? Đam mê. Number four, proud. Proud là tự hào. Ok. Number five, exalted. Exalted là gì? Kiệt sức. And number six, determined. Determined, quyết tâm, kiên quyết. Alright. Now B, filling the blanks with the correct words from test A. Trong phần B chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với những từ cho phần A. Ok. Number one, Emmy is so about music. She practices playing the piano 3 days a day. She practices playing the piano 3 hours a day. So Emmy is so passionate, right? Emmy is so passionate about music. She practices playing the piano 3 hours a day. Emmy thì quá là đam mê với cái môn âm nhạc, đúng không? Cô ấy thực hành chơi piano 3 giờ, 3 tiếng đồng hồ một ngày. Alright. Number 2, when Claire heard the good news, she were delighted, right? When Claire heard the good news, she were delighted. Khi mà Claire nghe về cái những cái tin tốt thì cô ấy vui. Alright. And number three, it has been a long day at work. I'm exhausted. Okay. I'm exhausted. Đây là một ngày gì? Đó là một ngày làm việc dài. Tôi thì kiệt sức. Okay. Number four, Alan is to get good marks in the exam. He studies day and night. Alan is determined to get good marks in the exam. He study day and night. Alright, Alan thì quyết tâm đạt điểm cao trong kỳ thi. Okay, Alan quyết tâm đạt điểm cao trong kỳ thi. Cậu ấy đã học cả ngày lẫn đêm. Alright, Alan is determined to get good marks in the exam. He studies day and night. Alright, number five. Mom, I am very for your love and support. I'm very grateful for your love and support, right? Mom, I am very grateful for your love and support. Mẹ, con rất là biết ơn vì tình yêu cũng như là sự hỗ trợ của mẹ, alright? Number six. When Emily showed Grandpa her drawing, he was so proud of her. Alright. When Emily showed Grandpa her drawing,
He was so proud of her. Khi mà Emily cho ông của cô ấy xem cái bức vẽ của cô ấy thì ông quá là tự hào về cô ấy, đúng không? Alright, good job everyone. So now let's move on to the second part reading. Now, the second part reading. Read an article about Oliver Stone. What is the article mainly about? Chúng ta sẽ đọc một bài báo về Oliver Stone. What is the article mainly about? Nội dung của bài báo này chủ yếu nói về điều gì? Alright, number one, how she became a firefighter? Cô ấy đã trở thành một lính cứu hỏa như thế nào? Làm thế nào cô ấy trở thành một lính cứu hỏa? Number two, what she had to do as a firefighter? Những gì cô ấy phải làm với tư cách là một lính cứu hỏa? Okay. Cô ấy phải làm gì với tư cách là một lính cứu hỏa? Alright. Now let's read together. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài báo về Oliver Stone, right? Ever since she was a small girl, Oliver Stone was passionate about helping people and animals. Ngay từ khi còn nhỏ thì Oliver Stone đã có đam mê về việc giúp đỡ mọi người và động vật. Oliver always tried her best to help anyone or anything in need. That's the kind of person she is, Rosa Moonstone, Oliver's mother told Daily News. Rosa Moonstone, mẹ của Oliver đã nói với cái báo Daily News rằng là Oliver luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ ai đó, cái gì đó mà đang gặp khó khăn. Đó là con người của cô. Đó là con người là tính cách của cô bé, đúng không? She always wanted to be a firefighter when she was growing up. Cô ấy luôn muốn trở thành một lính cứu hỏa khi cô ấy lớn lên. Back then, not many people thought that it was a job for women, but that didn't stop her. Cô ấy hồi đó không nhiều người nghĩ rằng là đó là công việc dành cho phụ nữ, nhưng mà điều này không ngăn cản cô con gái. Okay, she was determined to get it. Cô bé quyết tâm để làm được cái điều đó. Oliver worked very hard through high school and applied to be a firefighter shortly after her 18th birthday. Oliver đã học chăm chỉ trong suốt thời kỳ học trung học ở trường, đúng không? Và cô bé đã nộp đơn vào cái vị trí là lính cứu hỏa sau khi lần sinh nhật thứ 18. After going through a difficult selection process and many physical tests, she was delighted to finally be accepted into the training program. Sau khi mà trải qua hết những cái gì? Sau khi trải qua một quá trình tuyển chọn khắt khe và nhiều bài kiểm tra về thể chất, thì cuối cùng cô ấy cũng được chấp nhận vào cái chương trình đào tạo. Alright. However, that was just the beginning. Tuy nhiên đó chỉ là sự bắt đầu. Because of her small body type, Oliver had to overcome many more challenges and she had to train really hard before she could become a quality firefighter. Nhưng mà bởi vì cái cơ thể nhỏ bé, Oliver đã phải vượt qua rất là nhiều thử thách và cô đã phải huấn luyện và cô ấy đã phải tập luyện rất là chăm chỉ trước khi trở thành một lính cứu hỏa đủ phẩm chất, đủ tiêu chuẩn. Okay. I am really grateful that I have a lot of support from my family, my boss, and my amazing colleagues. It makes everything so much easier, she said. Và cô bé này nói gì? Tôi thật sự rất là biết ơn rằng là tôi đã có sự ủng hộ từ gia đình, từ sếp, từ những đồng nghiệp đáng mến. Và điều đó đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Okay. Oliver's parents said that they are worried about her dangerous job, but they also feel extremely proud. Ba mẹ của Oliver thì nói rằng là họ
thì lo lắng cho cái nghề nghiệp nguy hiểm của cô ấy, nhưng họ cũng cảm thấy rất là tự hào. Alright. Thanks to bright women like Oliver Stone, now more and more young girls believe they could become a firefighter too, if they are willing to work hard. Cảm ơn những người phụ nữ gan dạ giống như là Oliver Stone. Và ngày nay thì càng có nhiều cô gái trẻ tin rằng là họ có thể trở thành lính cứu hỏa nếu mà họ sẵn sàng làm những cái công việc nặng nhọc. Ok, alright, good job. So what is the article mainly about? Như vậy, nội dung của cái bài báo này nói về gì, điều gì? How she became a firefighter? How she became a firefighter? Làm cách nào mà cô ấy có thể trở thành lính cứu hỏa? Alright. Oliver worked very hard through high school and applied to be a firefighter shortly after her 18th birthday. Oliver đã phải học rất chăm chỉ, đúng không? Oliver đã phải học rất là chăm chỉ trong suốt thời trung học và đã nộp đơn vào cái vị trí lính cứu hỏa ngay sau lần sinh nhật thứ 18. Now B, read and answer the question. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần B. Đọc và trả lời câu hỏi. Number 1, how did Oliver mom describe her as a child? Mẹ của Oliver đã mô tả cô ấy như thế nào khi còn là một đứa bé? Her mom said she had always tried to help anyone or anything in need. Mẹ của cô ấy nói rằng là cô ấy luôn luôn cố gắng để giúp đỡ ai đó hay cái gì đó khi gặp khó khăn. Ok, so where the key? Oliver always tried her best to help anyone or anything in need. Right? Good job. That's the kind of person she is. Oliver luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ ai đó, cái gì đó đang gặp khó khăn. Đó là con người của cô bé, là tính cách của cô bé. Right? Number 2, according to Rosamund Stone, what did many people think about the firefighting job in the park? What did many people think about the firefighting job in the past? Theo như lời của Rosamund Stone thì nhiều người đã nghĩ về công việc lính cứu hỏa như thế nào trong quá khứ. Many people had thought that it hadn't been a job for women. Nhiều người nghĩ rằng là đó không phải là công việc dành cho phụ nữ, right? Not many people thought that it was a job for women. Không có nhiều người nghĩ rằng là đó là công việc dành cho phụ nữ, right? Number 3, what did Oliver had to do before being accepted into the firefighter training program? Oliver đã làm gì trước khi được nhận vào cái đội huấn luyện trở thành lính cứu hỏa? She had to go through a difficult selection process and many physical tests. Cô ấy đã phải trải qua một cái kỳ tuyển chọn khắt khe và nhiều cái bài kiểm tra về thể chất. Alright, now let's see. After going through a difficult selection process and many physical tests, she was delighted to finally be accepted into the training program. Okay, sau khi trải qua cái kỳ tuyển chọn cực khắc thì và những cái bài kiểm tra về thể chất thì cô ấy cũng vui vì cuối cùng đã được nhận vào cái đội huấn luyện. Alright. Number 4. What did Oliver think about her family, dogs and colleges? Oliver đã nghĩ gì về gia đình của cô ấy, sếp cũng như là đồng nghiệp? She is grateful for their support, right? Cô ấy biết ơn vì sự hỗ trợ của họ, right? I'm really grateful that I have a lot of support from my family, my boss, and my amazing colleagues. Tôi thật sự biết ơn rằng là tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, từ sếp, từ những bạn đồng nghiệp.
Tuyệt vời. Okay, it makes everything so much easy, she said. Và điều đó đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cô ấy nói thế. Okay. And number five, how do Oliver's parents feel about her daughter's work? Ba mẹ của Oliver thì cảm thấy như thế nào về công việc của cô gái? Ba mẹ của Oliver thì cảm thấy như thế nào về công việc của cô con gái của họ? They are worried but extremely proud. They're worried but extremely proud. Họ cảm thấy lo lắng nhưng mà tự hào. Alright, Olivia's parents said that they're worried about her dangerous job, but they also feel extremely proud. Ba mẹ của Oliver nói rằng là họ lo lắng cho cái công việc nguy hiểm của cô ấy, nhưng mà họ cũng cảm thấy tự hào. Okay, good job everyone. So now let's move. Now the next part is grammar. A, fill in the blank with the correct word form. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ. Okay. Ở đây sẽ là câu, bên trái sẽ là những câu ở dạng trực tiếp và bên phải là câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp. Bây giờ chúng ta xem thử là ở bên những câu ở phía bên trái này động từ sẽ được ghi như thế nào nhé. Ok, các bạn lưu ý là câu khi mà chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp hay câu tường thuật thì chúng ta phải lùi thì đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, ở cái câu đầu tiên Maria said her and Michael loved salad dancing. Maria nói rằng là cô ấy và Michael thì thích thích nhảy cái điệu salad, đúng không? Như vậy ở đây là ta thấy động từ loved là ở quá khứ simple past. Khi là câu tường thuật, động từ được chia là simple past. Thì khi đưa về câu trực tiếp thì động từ sẽ được chia ở dạng simple present, thì hiện tại đơn. Như vậy ở đây sẽ là love. Ok, love sẽ đưa về thì hiện tại đơn simple present. Ok. Câu thứ hai, number two. Chúng ta thấy ở câu tường thuật động từ ở đây được chia là had been placed. Past perfect, quá khứ hoàn thành. Như vậy động từ ở câu trực tiếp sẽ được chia là quá khứ đơn. Đấy, quá khứ đơn mà đây là câu hỏi. Quá khứ đơn mà đây là câu hỏi. Please là tính từ, như vậy thiếu động từ đúng không? Như vậy quá khứ chủ ngữ là they, như vậy ở đây sẽ là were they pleased with the news? Right. Họ có hài lòng với tin tức không? Ok. Number 3, chúng ta sẽ nhìn qua đây. Ở câu số 3, động từ ở đây được chia là quá khứ was, she was, quá khứ. Như vậy, khi mà đưa về trực tiếp, câu trực tiếp thì chúng ta sẽ chuyển từ thì quá khứ đơn simple past thành simple present thì hiện tại đơn. Ok, chủ ngữ là ai, như vậy ở đây sẽ là I am. Alright, number 4. I am passionate about basketball. Tôi có đam mê về môn bóng rổ. Number 4, chúng ta sẽ nhìn qua đây, chúng ta thấy là had worked. Past perfect, quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Như vậy khi đưa về câu trực tiếp, chúng ta sẽ quá khứ hoàn thành thì khi về đưa đưa về câu trực tiếp sẽ là quá khứ đơn, right? Simple past. Như vậy had worked, chúng ta sẽ đưa về là worked. Alex worked for an IT company for 3 years. Alex đã làm việc cho cái công ty máy tính 3 năm. Ok. Number 5, ở câu số 5. Ở đây chúng ta thấy là had, heard, past perfect, quá khứ hoàn thành. Ok. Như vậy, khi mà chúng ta đưa trở về câu trực tiếp thì câu đó sẽ được chia ở quá khứ đơn. Đây là câu hỏi. Ta có động từ thường là turn. Như vậy ở đây sẽ là did you turn? Right? Dad, did you turn the TV on? Bố đã bật TV lên chưa? Alright, number 6. Ở câu số 6 chúng ta thấy ở đây là gì? When fishing, quá khứ đơn, simple past. Như vậy khi chúng ta đưa về câu trực tiếp sẽ là simple present thì hiện tại đơn. Ok, chủ ngữ là you và đây là câu hỏi. Động từ sẽ là go. Như vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. How often do you
Go fishing. How often do you go fishing? Bạn thường đi câu cá bao lâu một lần? Ok, các bạn nhớ nhé. Khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật thì chúng ta nhớ lùi thì. Ok, và khi chúng ta đổi lại từ câu tường thuật sang câu trực tiếp thì chúng ta cũng nhớ. Ví dụ như là quá khứ đơn thì sẽ là đổi về câu trực tiếp sẽ là thì hiện tại đơn. Quá khứ hoàn thành đưa về câu trực tiếp sẽ là quá khứ đơn. Etc. Ok. Now B, rewrite the following sentences using reported speech. Ở câu B chúng ta sẽ viết lại những câu sau sử dụng câu tường thuật. Alright. Number one, Mark. Mom, Johnny and I are exhausted, so we can't do homework. Đây là câu trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về câu tường thuật. Ok. Mark said he and his mother Johnny were exhausted, so they couldn't do homework. Sách nói rằng là cậu ấy và mẹ cô ấy là Johnny thì bị sốc, vì thế họ không thể làm bài tập về nhà. Ok. Number two, I saw a house on fire on my way to work. Tôi thấy một cái nhà đang cháy trên đường đi đến đi 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 làm, đúng không? Trên đường đi làm. Như vậy chúng ta sẽ tường thuật lại, chúng ta sẽ nói gì? I was sad. She had been a house on fire on her way to work. Alright. Ở đây là thì quá khứ đơn simple past. Như vậy khi mà chúng ta đưa về câu tường thuật thì quá khứ đơn sẽ là quá khứ hoàn thành. Ok, chúng ta nhớ đổi đại từ. Ok, Ava nói rằng là ai thì sẽ là she. Ok, Ava said she had seen a house on fire on her way to work. chúng ta nhớ đổi đại từ và tính từ sở hữu. Ok, Ava said she had seen a house on fire on her way to work. Ava nói rằng là over, nói rằng là cô ấy thấy một ngôi nhà đang cháy trên đường cô ấy đi làm. Ok. Number 3, Tom, what did you cook for the party? Bạn Tom, bạn đã nấu gì cho bữa tiệc? Bây giờ chúng ta đưa về câu tường thuật. Đây là thì quá khứ. Khi đưa về câu tường thuật thì sẽ là quá khứ hoàn thành. Tom asked, phải có tân ngữ. Tom asked me what I had cooked for the party. Tom asked me what I had cooked for the party. Tom đã hỏi tôi là tôi đã nấu cái gì cho bữa tiệc, right? Number 4, Penny. Mr. and Mrs. Johnson were very proud of their son. Ông và bà Johnson thì rất tự hào về con trai của họ. Benny. Ok, bây giờ mình sẽ đưa về câu tường thuật. Đây là thì quá khứ. Đưa về câu tường thuật sẽ là quá khứ hoàn thành. Benny said that Mr. and Mrs. Johnson had been very proud of their son. Ok, Benny nói rằng là ông bà Johnson thì rất là tự hào về con trai của họ. Ok. Number 5, Mr. Henderson. What do your parents do? Ok, bây giờ ở đây là câu ở thì simple present thì hiện tại đơn, đúng không? Như vậy khi chúng ta đưa về câu tường thuật thì chúng ta sẽ đưa lùi một thì, đó là thì quá khứ đơn. Alright. Như vậy là gì? Mr. Henderson asked me what my parents did. Mr. Henderson asked me what my parents did. Mr. Henderson đã hỏi tôi là ba mẹ tôi đã làm cái gì. Ok. Cấu trúc là gì? Chủ ngữ asked cộng với tân ngữ. Tân ngữ của mình ở đây là me. Hỏi tôi hay là hỏi ai cũng được. What? Tiếp theo là sẽ từ để hỏi. Sau đó sẽ là chủ ngữ. Các bạn lưu ý là nhớ đổi tính từ sở hữu your parent. Bây giờ sẽ là gì? My parent. Và đưa về quá khứ sẽ là did. Alright. Number C, man, I didn't lock the door.
So someone got in. Tôi đã quên khóa cửa và ai đó đã đột nhập vào. Đây là gì? Simple past, quá khứ đơn như vậy. Chúng ta sẽ đưa về quá khứ hoàn thành. The man said that he hadn't locked the door, so someone had gotten in. Okay. Người đàn ông nói rằng là ông ấy đã quên khóa cửa, vì thế ai đó đã đột nhập vào. Alright, good job everyone. So now let's move. Now the next one, the last one is writing. Read an interview with soccer player Myra DV, winner of Women Player of the Year. Write a report of her answer to the interview question using reporting speed. Chúng ta sẽ đọc một cái bài phỏng vấn với một cầu thủ bóng đá Myra DV, người chiến thắng giải cầu thủ nữ của năm. Chúng ta sẽ viết báo cáo việc câu trả lời của cô ấy cho những câu hỏi phỏng vấn bằng cách sử dụng câu tường thuật. Alright. Ở đây chúng ta thấy gì? Reporter. Phóng viên sẽ hỏi gì? Hello Mara. Congratulations on the Hello Mara, congratulations on the award. How are you feeling right now? Xin chào là Mara, chúc mừng bạn đã giành chiến thắng. Bạn cảm thấy như thế nào bây giờ? Chúc mừng bạn đã giành giải thưởng. Bạn cảm thấy như thế nào bây giờ? Mara. Thank you, I'm feeling great. I didn't expect to win. Cảm ơn, tôi đang cảm thấy tuyệt vời. Tôi không mong đợi để giành chiến thắng. Reporter. Phóng viên. When did you start to play soccer? Bạn đã chơi bóng đá khi nào? Mara GV. I started really early. At the age of 7 or 8, I was still in primary school. Tôi bắt đầu chơi rất là sớm, khi mới 7 hay là 8 tuổi. Khi tôi vẫn còn học tiểu học. Alright. Reporter, how many professional soccer club have you played for? Có bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mà bạn đã chơi? Mara, 3, oh no, 4. The Northwood Giants lost a few goals. Momentum and sharpshooter. 3, à không, 4. The Northwood Giant là 1, đúng không? The second one, Lord Fugo, là 2, right? Momentum là 3. And sharpshooter là 4, right? Reporter, phóng viên. Who do you wanna thank you for your success? Và bạn muốn cảm ơn đến ai cho thành công của bạn? Và bạn muốn gửi lời cảm ơn đến ai cho thành công của mình? Bạn muốn cảm ơn ai vì thành công của mình? Mara, for the board, my mom for always believing me. I also want to thank Coach Lewis and all the girls in the team for their support and help. Okay, trước hết là mẹ tôi vì đã luôn tin tưởng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn đến huấn luyện viên Lewis và tất cả những cô gái trong đội vì sự hỗ trợ và giúp đỡ của họ. Okay, reporter, thank you for the interview. Have a wonderful evening. Cảm ơn bạn cho cuộc phỏng vấn. Chúc bạn có một buổi tối tuyệt vời. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ tường thuật lại câu trả lời của Mara. Okay. Mara Deva said she was feeling great and she had not expected to win the award. Mara says she had started playing soccer at 7 or 8 years old when in primary school. She said she had played for 4 professional soccer clubs. Mara also said she wanted to thank her mom, Coach Lewis, and the girl in her team for her success. Mara Diva nói rằng là cô ấy cảm thấy tuyệt vời. Cô ấy không mong đợi là sẽ giành giải thưởng. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã bắt đầu chơi môn bóng đá lúc 7 hoặc là 8 tuổi, khi cô ấy vẫn còn học ở trường tiểu học. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã chơi cho 4 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Cô ấy cũng nói rằng là cô ấy muốn cảm ơn đến mẹ của cô ấy, huấn luyện viên Lewis và những cô gái trong đội.
là những người góp phần cho sự thành công của cô ấy. Okay, good job everyone. Như vậy là các bạn để ý nè. How are you feeling right now? Bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Là câu ở thì hiện tại đơn simple present. Như vậy khi chúng ta đưa về tường thuật thì sẽ là she was feeling great. Quá khứ. Okay. I didn't expect to win. Tôi đã không mong đợi giành chiến thắng. Thì mình đưa về câu tường thuật sẽ là she hadn't expected to win the award. Alright, hay là gì? I started really early at the age of 7 or 8. I was still in primary school. Cô ấy đã chơi rất là sớm, lúc 7 hoặc là 8 tuổi khi cô ấy còn học ở trường tiểu học. Ở thì quá khứ đơn. Thì như vậy khi đưa về câu tường thuật, chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành. Right? She said she had started playing soccer at 7 or 8 years old when in primary school. Alright? Hay là gì? Hay là gì? How many professional soccer club have you played for? Have you played for? Ở thì present perfect, thì hiện tại hoàn thành. Thì vậy, thì khi mà đưa về câu tường thuật sẽ là quá khứ hoàn thành. She said she had played for 4 professional soccer clubs. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã chơi cho 4 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Alright? And furthermore, my mom for always believing me. I also wanted to thank Coach Levis and all the girls in the team for their support and help. Đây là thì hiện tại đơn. Như vậy khi chúng ta đưa về câu tường thuật sẽ là chúng ta sẽ chuyển thì quá khứ đơn. Mara also said she wanted to thank her mom, Coach Levis and the girls in her team for her success. Right? Mara cũng nói rằng là cô ấy muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ, huấn luyện viên Levis và những cô gái trong đội vì cho cái sự thành công của cô ấy. Okay. Good job everyone. So it's the end of our today. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây nhé. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye and see you.